Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Tyler Cripp, Gauthier nhận thức rõ điểm yếu chết người của PSG nên ông đang cân nhắc loại bỏ bớt một trong ba ngôi sao trên hàng công Messi, Mbappe hoặc Neymar để thay thế bằng một tiền đạo khác sẵn sàng pressing, lùi về hỗ trợ phòng ngự hoặc chơi như một tiền vệ bổ sung. Các câu lạc bộ đã bắt đầu khai thác nhiều hơn vào khoảng trống phía sau lưng bộ ba tấn công của PSG. Maccabi Haifa chỉ là một đội bóng nhỏ, nhưng PSG có thể sẽ bị trừng phạt nặng hơn nếu chạm trán với một đội bóng lợi hại. Nhìn chung, nếu thực sự phải đưa ra điều chỉnh, Neymar nhiều khả năng sẽ là người chấp nhận ngồi dự bị. Messi đang đạt phong độ cao nhất nên rất khó bị thay thế, trong khi Mbappe đang là ông vua không ngai tại câu lạc bộ này. Báo chí Anh đăng tải, Inter đang là câu lạc bộ mới nhất nhận sự quan tâm cho Van der Beek khi cầu thủ này tiếp tục không được trọng dụng tại Old Trafford. Mùa giải này, tiền vệ người Hà Lan chưa được đá chính bất kỳ một trận nào và mới chỉ có 3 lần vào sân từ ghế dự bị với tổng thời gian thi đấu 19 phút. Chưa kể, Man United vừa bổ sung Eriksen và Casemiro, những cái tên đủ khả năng can đáng tuyến giữa và cơ hội dành cho Van der Beek ngày càng nhỏ hơn. Về phần Inter, đội bóng này tin rằng Van der Beek sẽ là một bản hợp đồng lý tưởng cho mùa đông và sẵn sàng đàm phán với Man United. Đội tuyển Tây Ban Nha đã công bố danh sách 25 cầu thủ cho đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League. Đáng chú ý, Thiago và thủ thành De Gea không có mặt. Việc Thiago vắng mặt tại tuyển Tây Ban Nha nhìn chung là tin vui với Liverpool, bởi Jurgen Klopp cần sự chuẩn bị tốt nhất về mặt nhân sự cho lịch thi đấu dày đặc phía trước, bao gồm hai trận đại chiến với Manchester City và Arsenal vào tháng 10. De Gea cũng vắng mặt ở đợt tập trung này, dẫu cho anh đang là trụ cột tại Man United với phong độ cải thiện thời gian qua. Thế nhưng, Luis Enrique vẫn tin dùng ba cái tên trong khung gỗ là Unai Simon, Robert Sanchez và David Raya. Trong tháng 8, Erling Haaland ra sân cả 5 trận cho Man City, ghi được 9 bàn thắng và có một được kiến tạo. Anh khởi đầu bằng cú đúp vào lưới của West Ham ngay vòng đấu mở màn Premier League. Sau đó, tiền đạo người Na Uy ghi một bàn vào lưới Newcastle, rồi ghi liên tiếp hai cú hat-trick vào lưới của Palace và Nottingham Forest. Bournemouth là đối thủ duy nhất may mắn không bị Haaland chọc thủng lưới, nhưng anh vẫn có kịp một kiến tạo. Mà trận chiến hủy diệt của Haaland giúp anh đánh bật hoàn toàn các ứng viên khác, bao gồm Pascal Kroos, Gabriel Jesus, Alexander Mitrovic, Martin Odegaard, Nick Pope, Rodrigo và Wilfred Zaha để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. FIFA thông báo hôm thứ Sáu rằng Liên đoàn bóng đá Chile đã thất bại trong việc kháng cáo để thay thế Ecuador tham dự World Cup 2022. FIFA bác bỏ lập luận của Chile rằng cầu thủ Baron Castillo thật sự là người Colombia và không đủ điều kiện để chơi ở vòng loại giải đấu. Trong đó Castillo đã có 8 lần khoác áo Ecuador. FIFA cho biết các thẩm phán cho rằng trên cơ sở các tài liệu được trình bày và thu thập, cầu thủ được coi là có quốc tịch Ecuador vĩnh viễn theo quy chế pháp lý của bóng đá. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Chile đã gửi lên FIFA chứng cứ một đoạn băng ghi âm cầu thủ Baron Castillo đã thừa nhận mình sử dụng giấy khai sinh giả để thi đấu cho Ecuador. Thi đấu rất ổn định kể từ đầu mùa, trước về Ben White vẫn bị Gareth Southgate phớt lờ trong đợt triệu tập tháng 9. Mikel Arteta chia sẻ về cầu thủ của Arsenal. Ben White luôn sẵn sàng bất cứ khi nào được triệu tập. Southgate đã đưa ra quyết định của ông ấy. Ông ấy đã lựa chọn đội hình tốt nhất mà ông ấy tin tưởng vào lúc này. Nhưng không có nghĩa những cầu thủ khác sẽ không được nhiều World Cup. Tôi chắc chắn rằng Ben White sẽ tiếp tục chứng tỏ mình là một sự lựa chọn tuyệt vời. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Đó là một mẫu cầu thủ mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn có. Gặp rắc rối với pha ăn mừng bàn thắng bằng một điều nhảy, Vinicius tiếp tục nhận cảnh báo từ Koke trước thềm trận derby Madrid vào cuối tuần này. Đối thủ tiếp theo của Real Madrid, Koke đã lên tiếng. Nếu cô ấy tiếp tục làm như vậy tại Wanda Metropolitano, chắc chắn sẽ có rắc rối. Nhưng nếu Vinicius ghi bàn và quyết định ăn mừng bằng một điều nhảy, thì đó là điều cô ấy muốn. Mỗi cầu thủ đều có cách sống riêng và tự do ăn mừng theo ý họ. Trong khi đó, những người Brazil như huyền thoại Pelé, Neymar đều lên tiếng ủng hộ Vinicius tiếp tục thi đấu với niềm đam mê và cảm hứng. Huấn luyện viên Ancelotti cũng khẳng định điều tương tự và sẽ không có vấn đề gì bởi Vinicius luôn tôn trọng các đối thủ cũng như trọng tài.